Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học Material Design. Mình tên là Chế Công Bình. Như vậy là ở bài trước chúng ta đã thực hành xong cái việc mà chúng ta vẽ star rồi đúng không nào? Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái component mới ha. Và các bạn thấy là component này chúng ta cũng áp dụng rất là nhiều. Được chưa? Đó chính là Bottom Navigation. Vậy Bottom Navigation này nó có mang ý nghĩa là gì? Rồi. Các bạn thấy là Bottom Navigation này các bạn, nó sẽ có chức năng tương tự như là tab luôn, nó không có khác một cái gì cả. Nhưng nó khác một cái là như thế này. Khi các bạn sử dụng Bottom Navigation thì các bạn không được sử dụng một, ví dụ như các bạn khai báo một cái Bottom Navigation đi, thì ở các ô này các bạn không được để một cái tag không. Các bạn có thể để icon không thì được, các bạn vừa để icon vừa để tag thì được, chứ các bạn không được để tag. Tab thì nó khác nha. Tab thì các bạn có thể vừa để tag vừa để icon và vừa để tag không thì được, đúng không? Vậy điểm khác nhau giữa thằng tab và Bottom Navigation thì các bạn, tab thì các bạn làm sao cũng được, đúng không? Nhưng với Bottom Navigation thì chúng ta thì các bạn sẽ không được để một cái đoạn tag cho cái Bottom Navigation, được chưa? Đây. Và trường hợp sử dụng, các bạn lưu ý nha. Thằng Bottom Navigation này nó sẽ có một cái giới hạn sử dụng so với thằng tab. Thằng tab các bạn muốn sử dụng bao nhiêu tab con ở trong thì cũng được, đúng không? Nhưng navigation này nó thì khác, button navigation thì khác. Bởi sao? Bởi vì nó có yêu cầu. Nếu như các bạn từ 3 đến 5 item thì chúng ta nên sử dụng button navigation. Đây, các bạn để kỹ cái phần mà view set này đây ha. Đây nè, 3 đến 5 như các bạn. 3 đến 5 chỗ đúng không? Nó kêu là từ 3 đến 5 chỗ thì hãy xài. Còn quá ba dưới 3 chỗ thì không xài, trên 5 chỗ thì sao bạn cũng không xài Bottom Navigation, đúng không? Nếu 3 hoặc 5 chỗ thì nên xài, được chưa? Rồi các bạn để ý cái phần màu sắc nè, phần màu sắc này cũng rất là quan trọng ha. Phần cái phần sử dụng cực kỳ quan trọng và phần màu sắc này cũng cực kỳ quan trọng luôn. Phần kích thước thì chúng ta vẽ thì không thành vấn đề, bởi vì sao? Chúng ta cần phải nắm bắt được cái trường hợp sử dụng và cái màu sắc. Thì nếu như chúng ta biết được trường hợp sử dụng, chúng ta sử dụng như thế nào và sử dụng ra sao, đúng không các bạn? Thì lúc này chúng ta một cái gì các bạn, một cái project mà đưa xuống thì chúng ta biết được rằng là chúng ta sử dụng này trong trường hợp nào và nó sẽ tối ưu và đẹp hơn đó, thì chúng ta sử dụng nó, đúng không? Ví dụ như các bạn nói là bây giờ mình đây mình muốn sử dụng button tab đi, đó sẽ gọi button navigation đi thay vì mình sử dụng tab, đúng không? Mà bây giờ mình nghĩ coi ở đây sẽ có bao nhiêu chuyên mục để mình có thể sử dụng được nó, đúng không các bạn? Được chưa? Có bao nhiêu chuyên mục để sử dụng được nó, rồi mình sử dụng ra sao, sử dụng như thế nào, đúng chưa? Thì hôm nay các bạn nhớ lại thằng Bottom Navigation nó sẽ có bao nhiêu, các bạn muốn sử dụng được nó phải nhu cầu của các bạn tối thiểu nó phải là 5 chỗ, đúng không? Cứ là từ 5 item xin lỗi các bạn, tối đa là 5 item, còn tối thiểu là như các bạn là 3 item thôi, đúng không các bạn? Được chưa? Và khi chúng ta lướt vào những item này thì nó sẽ, các bạn, nó sẽ hiển thị các nội dung của item đó, như là giống như tab vậy ha. Lướt chọn thì sẽ hiển thị tất cả các nội dung của gì các bạn, của cái mà nó chọn đó. Nếu như bạn nào nào xài iOS á, thì bạn thấy cái này nó giống y chang cái thằng iOS vậy á, chả khác gì trơn á, được chưa? Rồi về mặt kích thước ha, các bạn để ý kỹ hai cái phần kích thước này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì kích thước của nó y chang như là quỷ táp các bạn ha, y chang như quỷ táp luôn, là không có kích thước cố định về chiều rộng, được chưa? Mà chiều rộng của nó sẽ bằng gì? Bằng các bạn bằng cách là chúng ta cái canh center ha. Nhưng sao các bạn? Nhưng cái thằng, các bạn lưu ý nè, thằng Bottom Navigation nó sẽ khác cái thằng tab ở chỗ là gì? Các bạn có thể tính được chiều rộng. Bởi vì sao? Nói chung là các bạn có thể tính được cái phần canh giữa ha. Nếu như cái thằng tab thì các bạn sẽ có tính canh giữa hơn, nhưng mà thằng này nó tính được canh giữa. Bởi sao các bạn? Bởi vì nó có giới hạn được số gì? Số tab được hiển thị, đúng không? Nó có giới hạn về số tab hiển thị là nhiêu, từ 3 đến 5 thôi. Ví dụ như các bạn sử dụng 3 tab thì các bạn chúng ta lấy chiều dài của các bạn, của màn hình, các bạn chia gì? Chia cho 3 là các bạn ra kích thước của gì? Ra kích thước chiều rộng của mỗi tab, đúng không? Thì nó sẽ dễ hơn là cái vận mà chúng ta canh tab, được chưa? Rồi, chiều cao 56 dB, chiều cao nó bằng với chiều cao của các bạn toolbar, đúng không? Icon, các bạn lưu ý nè, icon luôn luôn là 24 dB. Nếu như mà các bạn sử dụng những cái gì đó cho gì bạn, cho toolbar hoặc là cho button tab ha, những cái gì đó thuộc về toolbar, thuộc về app bar và những cái gì đó thuộc về component của chúng ta thì các bạn, thì nó luôn luôn là 24 dB, các bạn ơi, nó luôn luôn là 24 dB đó, được chưa? Đó là cái mẹo, nghĩa là icon của chúng ta luôn luôn là 24 dB khi mà chúng ta sử dụng trong view ha. Rồi vậy bây giờ mình thử đi ha, thử cái button tab đi, là thử như thế nào, thử xem đúng không các bạn, cách sử dụng.
đúng không? Đây cách sử dụng nó mô tả rất là kỹ luôn à, nó nói là 3 đến 5 tab sai, đây 3 tab đây, đây là cách hiển thị trên mobile và đây là cách hiển thị trên tablet và desktop, đúng không các bạn? Thấy không, ở đây có thể có icon và có chữ, đúng không? Ở đây có icon, nhưng các bạn thấy có trường hợp nào mới liệt kê ra là sao bạn vừa có chữ không? Không, không hề, đúng không? Nếu có chữ không thì nó xài tab rồi chứ nó không còn xài cái thằng button navigation này nữa, được chưa? Rồi khi sử dụng đây lưu ý khi sử dụng nè, đây tại sao bên đây sai các bạn? Các bạn nhìn mình, các bạn khỏi cần nhìn mô tả ha, các bạn nhìn cái hình thôi và các bạn nhớ là những cái lời mình nói lúc nãy thì các bạn sẽ hình dung được tại sao bên đây sai. Đúng rồi, điều kiện tiên quyết để sử dụng button navigation các bạn là 3, đúng không? Tối thiểu là 3 tab. Thằng này là bao nhiêu? 2 fail, đúng không? Thằng này bao nhiêu? 3, đúng. Nhìn vào cân bằng không? Quá là cân bằng, đúng không? À rồi, được chưa? Rồi tại sao này fail? Đúng rồi, nhớ lại mà thằng button navigation bao nhiêu, giới hạn là bao nhiêu tầm? À maximum là 5. Thằng này bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 fail, đúng không các bạn? Fail, được chưa? Bởi vì nó có nó câu là hãy tránh syncron, đúng không? Đối với gì? Đối với button navigation bar đó, tránh syncron, được chưa? Bởi vậy nó mới giới hạn là 50 tầm thôi, bởi vì nếu các bạn trong khuôn khổ 50 tầm á thì nó sẽ không có syncron đâu à, đó được chưa? Rồi tại sao này sai các bạn nhỉ? Tránh sử dụng nhiều hơn 50 tầm, đúng không? Y chang như kia, tại vì này là gì, do sử dụng nhiều hơn thì phát sinh ron, đúng không? Thằng này sử dụng 60 tầm thì sao bạn? Nó dồn vô một cục nhìn nó gớm, đúng không? Đâu có mất, nó mất đồng đều rồi. À trong đó này sao bạn? Chúng ta như vậy 50 tầm quá đồng đều, quá đẹp, đúng không? À. Rồi. Thì các bạn để ý kỹ cái phần color, chết rồi, phần color lúc nãy mình quên nói trên. Đây phần color. Phần color này cực kỳ quan trọng các bạn. À, nãy giờ các bạn thấy ví dụ đúng không? Tại sao ở đây color nó là màu Ramory, đúng không? À, tại sao là màu Ramory? Tại sao là màu Secondary? À, còn tại sao ở đây nó lại là các màu như thế này? Rồi, các bạn đọc kỹ nè. Các bạn nha, stain là giống như là cái việc mà cho nó về một cái màu nào đó chứ không phải là màu ba màu red đỏ blue, red đỏ blue. Có nghĩa là các bạn không có màu sắc ấy, không có màu mè mà nó chỉ có một màu duy nhất thôi thì nó sẽ gọi là màu stain. À, rồi. Đây nè, màu stain đối với cái icon mà được chọn, đúng không các bạn? Là những bạn sẽ là màu Ramory, đúng không? Rồi, các bạn nhớ kỹ một cái lời khuyên này nè. Nếu như là các bạn, nếu như thì các bạn cái thằng navigation button 3 của chúng ta đã có màu thì chúng ta cần phải sử dụng màu đen hoặc màu trắng cho nó. À, vậy các bạn thấy là lý do tại sao thằng này nó lại sử dụng màu Ramory các bạn? Đúng rồi, tại vì button navigation 3 của chúng ta là gì? Đúng rồi, nó sẽ là màu, đang là màu màu trắng, đúng không? Rồi vậy còn thằng ở đây nó vẫn gì các bạn? Nó vẫn là màu Ramory, đúng không? Bởi vì sao các bạn? Bởi vì này là màu màu trắng rồi. Nhưng tại sao ở đây thằng icon và thằng chữ chúng ta màu trắng các bạn? Đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì thằng button navigation bar của chúng ta nó có các bạn. Đúng rồi, nó có màu, đúng không? Nó có màu. À thì bởi vì nó có màu cho nên các bạn, cho nên thì icon và chữ thì nó sẽ ra gì? Nó sẽ ra cái màu trắng, được chưa? À giống như vậy. Ở đây không cần biết, không cần biết anh là màu gì, anh không cần sử dụng màu tương phản, miễn là cái thằng button navigation bar này là màu, là sao các bạn? Là tất cả những cái gì của nó chúng ta đều cho màu trắng hết, các bạn hiểu không? À còn nếu như màu của nó, à có nhiều bạn hỏi rằng là hồi nãy trong câu lúc chọn màu nó nói là gì? Dùng màu trắng hoặc màu đen, đúng không? À dùng màu trắng hoặc màu đen để cho gì? Cho cái thằng này. Vậy theo các bạn, khi nào chúng ta sử dụng màu trắng, còn khi nào chúng ta sử dụng màu đen? Nãy giờ các bạn không thấy một cái trường hợp nào nó sử dụng màu đen hết, đúng không? Không thấy mà sử dụng, không thấy một trường hợp nó sử dụng màu đen hết, đúng chưa? À thì màu đen á là đối với, các bạn thấy là chúng ta sử dụng màu đen đối với những cái nền background mà màu nóng á, mà nó nổi bật lên á. Nhưng mà hơn một cái các bạn như vậy nè, mình khuyên các bạn nên sử dụng hết tất cả đều là màu trắng. Bởi vì như thế này, bởi vì trong tất cả các mã màu của chúng ta, màu đen và màu trắng nó đều ăn hết tất cả các màu, các bạn hiểu không? Màu đen và màu trắng đều phối rất là hợp, xin lỗi bạn, màu trắng chứ, màu trắng nó đều phối được hết tất cả các màu, cho nên dù các bạn để màu nào nhìn nó cũng đỡ hơn là cái việc các bạn để màu đen. À thì các bạn thấy là gì? Trắng đại diện cho sáng, đen đại diện cho tối, đúng không? Vậy nếu như theo quy tắc tương phản, các bạn thấy nè, đây là màu màu rau, đúng không bạn? Chính là màu nâu. Màu nâu đại diện gì? Có phải đại diện cho màu lạnh, đúng không? Còn màu trắng đại diện cho gì? Cho màu
màu nóng, đúng chưa? Vậy các bạn thấy là tương phản với là màu nâu có phải là màu trắng không? Chính xác, bởi vì người ta xài màu trắng. Rồi, một ví dụ thứ hai, ở đây người ta sử dụng màu là gì? À, màu xanh đột chuối, đúng không? Đúng không bạn? Màu xanh đột chuối, không phải màu xanh đột chuối nữa, này là màu lim á, ha, lime đó, ha. Rồi, các bạn thấy là gì? Màu lime này chính là gì các bạn? Có phải là màu lạnh không? Đúng không? Còn này chính là gì các bạn? Màu trắng là gì? Là màu màu nóng, đúng không? Vậy màu màu lạnh với màu nóng thì sao các bạn? Thì chúng sao? Thì ta tương phản với nhau, đúng không? Thì tương tự như vậy, các bạn màu đỏ thì các bạn có thể sử dụng đây là màu đen cũng được. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng màu trắng đi, màu đen nó sử dụng nhìn nó kỳ lắm. À, mặc dù là về mặt tương phản màu thì các bạn không thành vấn đề. À, được chưa? Rồi, một lưu ý cực kỳ quan trọng đâu là nhờ. Đây, stack level. À, thì nó tương tự như là thằng tab vậy. À, stack của các bạn phải ngắn thôi, không được dài quá. Có nghĩa là tab khi mà chúng ta sử dụng button navigation tab, ha, button navigation đó, tại vì mình đang quen gọi là button navigation tab rồi ha. À, khi mà sử dụng button navigation thì stack của các bạn sẽ không giống như là thằng tab đâu. À, không giống như tab đâu. Có nghĩa là stack của bạn phải cực kỳ là ngắn gọn và có ý nghĩa. Các bạn lưu ý nha, cực kỳ và ngắn gọn là và có ý nghĩa. Có nghĩa là stack của bạn chỉ được như thế này thôi. À, các bạn không được chấm 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 đằng sau đích test đó và cũng không được xuống dòng test như thế này. Ở đây nó không có mô tả về cái trường hợp test mà bị chấm chấm chấm. Đây, có luôn. À, mới vừa nói xong, có luôn. Các bạn thấy không? Test của bạn không được chấm chấm như thế này. Chấm chấm như thế này là các bạn fail. Test của bạn phải ngắn thôi, cứ là một từ duy nhất mà thôi. Các bạn hiểu không? Một từ duy nhất mà thôi. À, chứ không được hai từ. Hai từ là chắc chắn là nó sẽ tràn lan đại hải rồi. Cứ là một từ duy nhất thôi. Thì các bạn sử dụng thằng button navigation tab. Vậy sau khi tới đây thì các bạn thấy được rằng là trường hợp sử dụng button navigation này nó rất các bạn, nó rất là chặt chẽ và khó chịu, đúng không? Đúng bạn, bởi vì muốn sử dụng nó chúng ta phải thỏa các điều kiện là các bạn từ 3 đến 50 tầm là thứ nhất. Điều kiện thứ hai là gì các bạn? Là từ 3 đến 50 tầm này phải gì các bạn? Phải đều có điều hướng giống như tab vậy, đúng không? Là thứ hai. Điều kiện cực kỳ quan trọng thứ ba là gì? Đúng rồi, là những cái đoạn chữ chúng ta đặt cho nó phải cực kỳ ngắn và phải có ý nghĩa nữa. Đúng không? Cực kỳ ngắn và phải có ý nghĩa. À, thì đó chính là lý do tại sao chúng ta sử dụng button tab nó rất là khó khăn. À, và các bạn thấy là ít khi nào người ta sử dụng trường hợp này lắm, nhưng mà bây giờ người ta sử dụng nhiều rồi. À, bởi vì bây giờ button tab nó cũng không còn khó sử dụng như là đó nữa ha. À, bây giờ người ta sử dụng cho nó hầu như là để thay thế cho thằng tab 3 luôn, à, để thay thế cho thằng tab nữa các bạn. Bởi vì thằng tab bây giờ nó cũng không có đẹp gì mấy khi mà chúng ta sử dụng với thằng button tab, được chưa? Rồi. À, thì đây là các ví dụ, à, các ví dụ button tab nè, đây là các hành vi của nó nè. Các bạn thấy không? Khi ví dụ khi các bạn run lên á, run á thì sao các bạn? Nó mất đi. Ha. À, run xuống thì nó mất đi, thì run lên sao các bạn? Nó hiện tại lên lại. Đó thì đó là các hành vi của nó. Ha. À, đó được chưa? Đó ha, đây là các hành vi của button tab. Thì khi các bạn chọn, đúng không? Đây nó giới thiệu hành vi mà chúng ta chọn nè. Khi chúng ta chọn một thằng. Đó, các bạn có thể cho hiệu ứng màu tè le tắt lét hết cũng được, không thành vấn đề. Đúng không? Miễn sao là cho nó đẹp. Thì đây, đó là lý do tại sao người ta xài button tab các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có thể năng động được cái màu gì các bạn? Năng động được cái màu của button tab này, đúng không? Để tạo cho người dùng cái cảm giác giống như là à, bên đây thì ba hồi màu này, ba hồi màu kia nhìn nó đẹp hơn là Navigation 3, đúng không? À, xin lỗi các bạn, nó đẹp hơn thằng tab của chúng ta. Đúng không? Thằng tab chúng ta thì chỉ có các bạn, nó chỉ có một màu duy nhất là thôi. Nhưng đối với thằng button Navigation thì sao? Chúng ta có thể đổi màu qua lại, nó rất là đẹp. À, chưa kể cả nói phần hiệu ứng nữa. Đây các bạn xem là đó. Đó, thực ra cái này chúng ta làm ở trong Android vẫn được bình thường ha. Android nó có hỗ trợ sẵn cho chúng ta luôn á. Ha, là button tab á. Được chưa? Rồi. À, đây là các hiệu ứng khi run, chắc chúng ta không cần phải nói nữa ha. Đó. Được chưa? À, các bạn thấy không? Button tab vẫn luôn tồn tại khi sao các bạn? Khi chúng ta chọn vào hình ảnh, các bạn lưu ý nha. Nó như là nó sẽ các bạn có thấy là các bạn, button tab là gì? Là physics. Đúng không? À đúng không các bạn, nó là physics chứ là nó phải cố định ở đây khi mà chúng ta chọn một cái gì đó. Đó các bạn thấy không? Chọn cái gì không cần biết. Nhưng sao các bạn, button tab ta phải vẫn luôn cố định. Được chưa? Rồi. À đây là các cử chỉ khi mà chúng ta lướt qua lướt lại thôi chứ cũng chả gì hết trơn á. Đó, các hiệu ứng nó nói cho chúng ta đó. Thấy không? Đẹp ha. Rồi, nó nói nè. À, tại sao bên đây đây các bạn thấy tại sao bên đây nên sử dụng và tại sao bên đây chúng ta lại sai? Các bạn thấy bên nào mượt hơn? Bên đây mượt hơn, đúng không? Vậy tại sao bên đây sai và bên đây là đúng? Tại bên đây nè,
cái cử chỉ, cái motion của chúng ta, việc trao đổi, việc thay đổi với các view, các bạn thấy vấn đề giống như là gì? Đức vị beggar vậy, đúng không? Trong khi đó là chức năng thằng này nó khác với là thằng tab hot, đúng không bạn? À, nó khác với thằng tab của chúng ta. Thằng tab thì các bạn làm như vậy thì được, đúng không? Nhưng thằng Boost Animation thì khi các bạn đổi thì nó sẽ là như vậy. Giống như là tạo hướng là các bạn chuyển qua một cái bay mới vậy. À, bởi vì nó là những bạn navigation, đúng không? Navigation là những bạn là chuyển đổi qua lại giữa các bay. À, cho nên hướng chuyển đổi qua lại giữa các bay thì là các bạn nên là gì? À, fade in, fade out như thế này thì nó sẽ đẹp hơn là cái việc các bạn line in, line out như thế này. À, line in, line out là chỉ dành khi mà các bạn vuốt qua vuốt lại thôi. À, thì đây là hiệu ứng nó không, khuyên chúng ta là không nên, và đây là hiệu ứng là nên. Và bạn thấy là gì? So với cái hướng bên phải thì hướng bên trái nhìn nó có vẻ mượt hơn, đúng không bạn? Đúng không? Nó không có bị rối mắt khi mà chúng ta lướt qua lướt lại ha. Được chưa? Đó, để bạn nhớ kỹ về việc xài hiệu ứng. Rồi, kích thước đo. Như mình nói, kích thước nó sẽ bằng kích thước của tool bar. À, chiều cao icon là bao nhiêu các bạn? Là nhiêu đây. Đối với một cái view, à, hay đúng hết, đối với một cái tab mà được chọn á, thì nó sẽ như các bạn, chiều cao button nó sẽ là 10. À, chiều cao button là 10. Đối với cái tab được chọn, còn không được chọn thì nó sẽ là 8 thôi. Được chưa? Này được chọn nè, nên nó nâng lên là 10. Đây. À, đó, được chọn sẽ nâng lên là 10, còn không thì chỉ là 8 thôi là được. À, được chưa các bạn? Đó không? Này là 6 nè. À, 10 thì những như này nó phải giảm 2 đơn vị rồi, đúng không? Đúng không bạn? Thằng này là gì? Bình thường nè, 8 8 nè, này là 10 nên là giảm 2 đơn vị. Được chưa? Thì cái phần chiều rộng các bạn đừng quan tâm ha, phần chiều rộng tối đa tối thiểu này các bạn không quan tâm đâu, bởi vì chúng ta chia theo dạng canh đều mà, đúng không? Cho nên chúng ta không cần canh hàng, không cần quan tâm hai này luôn. Được chưa? Rồi. Ha, thì đây là một số ví dụ đối với lại thằng Stablack, đúng không? Stablack với lại thằng gì đó quên mất tiêu rồi. À, thì các bạn chỉ cần nhớ cái thông số như vậy cho mình nè. Các bạn nhớ thông số về chiều cao, các bạn nhớ thông số về thằng gì, thằng bất, thằng được chọn, đúng không? À, thằng được chọn sẽ là bao nhiêu đó. Được chưa? Rồi, ngoài một thông số quan trọng mà các bạn cần phải nhớ nè, nếu như các bạn sử dụng icon không á thì lúc này á nó sẽ là canh lên là 16, các bạn hiểu không? Nếu như các bạn vừa sử dụng icon vừa sử dụng tag thì các bạn canh lên là 8 thôi đối với thằng không được chọn, và bao nhiêu các bạn, và 10 đối với thằng được chọn, đúng không? Thì trong trường hợp ngược lại, đối với cái thằng không được chọn là chỉ là một cái icon mà không có tag, thì thằng đó ha, chiều cao của nó đối với cái lời button của chúng ta đó ha, đối với cái lời button đó thì nó sẽ là 16 chứ không còn là 8 nữa, các bạn hiểu, cái là gấp đôi á, vì các bạn bỏ tag đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ là gấp đôi. Được chưa nào? Ha. Rồi, nếu như các bạn nào có để ý không là gì các bạn? Khoảng cách từ chữ cho tới gì? Cho tới này chúng ta sẽ là bao nhiêu các bạn? 6 dB, đúng không? Ở trên nó không có liệt kê, đúng không? Ở trên nó không có liệt kê, nhưng ở đây nó có liệt kê nè. À, khoảng cách là 6 dB. À, 6 dB này hình như trong Illustrator chúng ta sẽ rất là khó canh nha. Chúng ta rất là khó canh đó, bởi vì chúng ta chỉ có chuẩn là 8 dB thôi, đúng không? Chúng ta nhích lên một cái là nó là một ô, cho nên là cái việc các bạn canh 6 dB nó sẽ rất là khó khăn. Được chưa? Rồi, ha, à, thì đây là các chiều rộng, thì chiều rộng chúng ta chả kè đâu, nó chỉ nói chẳng qua nói chiều rộng tối đa tối thiểu thôi, ha, à, bởi vì chúng ta tính toán theo dạng kia là nó đều có hết rồi, cho nên chúng ta không cần quan tâm cái phần này cho lắm. Rồi, cái này nó chỉ mô tả về kích thước của mấy anh kia thôi, ha. À. Rồi, về elevation, à, elevation chắc cũng chả gì quan trọng đâu, bởi vì như thế này, các bạn để ý kỹ nè. Để ý kỹ là gì? Các bạn nhớ lại cái phần elevation and view không? Ha, à, các bạn không cần quan tâm đâu. Các bạn xem cho các bạn elevation and view đó các bạn, và các bạn sẽ định được elevation cho gì, cho thằng button 3 chúng ta được luôn, à, button elevation 3 được luôn, là nó bao nhiêu các bạn, là 8 dB á, đúng không? À, 8 dB thì các bạn có thể mở lại cái phần motion đây, material design elevation and shadow, đúng không? Chúng ta đang sử dụng, chúng ta xem được cái bảng mô hình nè, button spa, button nastbar app 3. Right. Đây, button 3 là bao nhiêu? Là 8, đúng không? Thì khi các bạn vẽ thì các bạn chỉ cần canh gì? Canh đổ bóng cho nó là 8 là được ha. Rồi, thì như vậy bài ngày hôm nay chúng ta đã đi xong tất cả các thuộc tính của button navigation bar rồi, đúng không? Vậy tóm lại chúng ta ôm lại phát ha. Trường hợp sử dụng button navigation bar là từ 3 đến 5 item, đúng không? Khi sử dụng button navigation bar thì đối với những gì các bạn? Đối với những button navigation bar nào mà đã có màu sắc rồi thì chúng ta nên sử dụng màu trắng hoặc màu đen cho nó, đúng không? À, thực ra màu đen các bạn chỉ sử dụng trong một cái trường hợp là màu trắng thôi, mà màu trắng thì chúng ta sử dụng màu Ramory mất tiêu rồi, đúng không? Cho nên màu đen rất hiếm sử dụng lắm. À, đa số các bạn thấy là button navigation bar nó sẽ sử dụng màu trắng nhiều hơn. Rồi,
Còn gì nữa không nhỉ? Kích thước đúng không? Kích thước nó sẽ bằng các bạn bằng kích thước của toolbar đúng không? Elevation của nó là bao nhiêu? Là 8 rồi đúng không? Thì đó là các điều cần lưu ý đối với button animation 3. Ở đây nó sẽ mô phỏng lại cái dự bản cái mô hình 3D ha, khi mà chúng ta làm việc thôi, coi như là thằng nào đè lên nào các bạn. Được chưa nào? Rồi, thì như vậy và ngày hôm nay chúng ta dừng lại tại đây ha. Xin chào lại các bạn.